Theo sách Sài Gòn năm xưa, ông Lê Phát Đạt được sử sách ghi nhận là người giàu nhất Việt Nam trong thế kỷ 19. Dân gian bấy giờ vẫn có câu nhất sĩ, nhì phương, tam sường, tứ định để chỉ bốn người giàu nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Trong đó, nhất sĩ chính là huyện sĩ Lê Phát Đạt. Huyện sĩ sinh năm 1841, mất năm 1900. Người có tên khai sinh là Lê Nhất Sĩ, sinh tại Sài Gòn. Ông là ông ngoại của Nguyễn Hữu Thị Lan, hoàng hậu cuối cùng của phong kiến Việt Nam. Vốn là một người mộ đạo, ông đã dùng gia sản khổng lồ của mình để xây các nhà thờ bề thế ở Sài Gòn như nhà thờ huyện sĩ và nhà thờ Chí Hòa ngày nay. Con trai của ông là kỹ sư Lê Phát Thanh cũng bỏ tiền xây nhà thờ Hạnh Thông Tây, nay thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Người được đánh giá thuộc tốp giàu giai đoạn này còn có Trần Trinh Trạch, sinh năm 1872, mất năm 1942. Ông là một trong những người đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam năm 1927, ngân hàng đầu tiên do chính người Việt sáng lập và điều hành, trụ sở đặt tại Sài Gòn. Trong top những nhà tư sản giàu nhất Việt Nam thời kỳ này, ông Bạch Thái Bưởi là người duy nhất ở miền Bắc. Ông sinh ra trong gia đình nhà nông nghèo ở tỉnh Hà Tây, xuất thân từ tầng lớp nghèo, nhưng với ý chí làm giàu và nghị lực hơn người, về sau, ông rất thành đạt trong kinh doanh, sở hữu rất nhiều tàu thủy. Ông Bạch Thái Bưởi được mệnh danh là ông vua tàu thủy. Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy là một người ăn chơi nức tiếng Nam Kỳ trong những năm 1930-1940. Theo sách Công tử Bạc Liêu, ông từng tiêu hết 5 tấn vàng của cha mẹ. Dù rất giàu có, nhưng do ăn chơi, không chú tâm làm ăn, sau khi cha mẹ qua đời, gia sản của Trần Trinh Huy nhanh chóng suy sụp. Sau khi ông mất, con cháu lại rơi vào hoàn cảnh nghèo khó. Ngô Tử Hạ, sinh năm 1882, mất năm 1973, từng là nhà tư sản dân tộc nổi tiếng trong công nghiệp in ấn. Ông được mệnh danh là mạnh thường quân của các nhà trí thức yêu nước muốn in sách báo. Sau cuộc tổng tuyển cử, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 1, ông giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng Quốc hội khóa 1, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa 1 cao tuổi nhất. Và cuối cùng là Trịnh Văn Bô, là tư sản giàu có và nổi tiếng yêu nước. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, ông cùng vợ là Hoàng Thị Minh Hồ ủng hộ chính quyền cách mạng 5.147 lượng vàng. Hiện nay, tên ông được đặt tên cho một tuyến phố tại thủ đô Hà Nội.